Thúy Nga hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc truyện ngắn hai thếp Nỗi sầu sâu kín, trích trong tiểu thuyết Nắng qua phố cũ của Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc Hồng Đào và tác giả. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Chí Tài phụ trách. Thời khóa biểu thường nhật của gia đình Hậu là Tâm học lớp sáng, Hậu và Hiên học lớp chiều, cho nên nguyên buổi sáng Hậu có thì giờ để giải quyết mọi việc trong nhà. Gần trưa Hậu trở về, ngạc nhiên thấy Tòng đang đứng nói chuyện với Hiên, Hậu hớt hải hỏi ngay: "Chuyện gì thế?" Cả Hiên và Tòng cùng quay ra nhìn Hậu, nét mặt rất bình thản. Hiên đáp: "Có cái gì đâu." Hậu thở phào đặt bàn tay lên ngực. Tòng khẽ cúi đầu, giả vờ như không biết Hậu là chị Hiên để xưng hô theo ý của Hậu. Tòng nói: "Chào bác ạ." Vốn ác cảm với Tòng vì thấy Tòng thường đi chung với Niệm, cho nên lầm tưởng Tòng cũng giống như Niệm. Hậu hầm hầm nhìn gã, rồi quay sang hỏi Hiên một lần nữa: "Có chuyện gì vậy? Thằng Tâm đâu?" Nhưng Hiên chưa kịp đáp thì Tòng đã lễ phép trả lời thay: "Thưa bác, thằng Tâm nó bị đau, bị cảm, ngồi học không được, cháu đưa nó về ạ." Hậu hỏi: "Nó đâu rồi? Nó cảm nặng hay nhẹ?" Tòng vẫn giữ thái độ nhã nhặn: "Dạ thưa, nó nằm nghỉ trên gác, chắc là nặng, vì cháu thấy người nó run dữ lắm. Nó bảo cháu là tại hôm qua bị mắc mưa, ướt hết cả quần áo cho nên nó không chịu thay." Hiên nhìn Hậu gật đầu, nàng đồng ý ngay với Tòng, bởi nàng nhớ lại trưa hôm qua lúc Tâm nắm hai cổ tay và đẩy nàng sát vào tường, toàn thân nó đang ướt sũng. Chỉ có điều là nàng không biết, ngoài việc dầm mưa hôm qua, nó còn theo Tòng và Niệm đi ngủ với gái giữa lúc cơ thể đang lờ đờ sẵn, cho nên hôm nay mới ngã bệnh. Hậu dịu giọng hỏi Tòng: "Thế sao cậu không đưa nó lên thẳng bệnh viện giùm tôi?" Tòng nhún nhận đáp: "Thưa bác, nó đòi về nhà nằm vì nó kêu là lạnh quá chịu không nổi." Thôi được rồi, cảm ơn cậu nhé." Tòng muốn nấn ná ở lại nói chuyện với Hiên nhưng chẳng biết nói gì nữa. Nó chào hai chị em rồi bước ra cửa. Hậu đưa mắt nhìn lên gác rồi lại nhìn Hiên. Chị thoáng thấy vui trong lòng, bởi thằng Tâm đau nặng có nghĩa là sẽ hoãn được cho chị những đòi hỏi láo lếu của nó, ít lắm cũng vài ngày. Chị hỏi Hiên: "Thế nó uống thuốc gì chưa?" Hiên lắc đầu lạnh nhạt: "Em đâu có biết." Hậu rón rén lên gác, đứng ở cầu thang hỏi Tâm: "Tâm, mày đau làm sao vậy? Có phải đi bệnh viện không?" Tâm không nói gì, toàn thân nó co quắp run rẩy trong tấm mền mỏng dường như khung đổ ấm. Hậu ngồi bên cạnh và hỏi: "Ốm đau ra làm sao? Hay ta đưa mày lên bệnh viện nhé?" Tâm khẽ mở mắt nhìn Hậu lắc đầu và từ từ ngồi dậy mặc thêm áo. Nhìn bàn tay run rẩy của gã cài mãi không xong cái nút, Hậu mủi lòng làm thay cho gã rồi bảo gã nằm xuống. Chị kê cái gối đầu cho Tâm và kéo mền trùm kín mít từ cổ xuống chân. Xong rồi, Hậu phủ thêm tấm vải ngang ngực Tâm và lôi cái cassette lại bên cạnh, mở nhạc nho nhỏ cho nó nghe để dỗ giấc ngủ. Rồi chị đứng dậy rút lui xuống nhà dưới. Chị vào bếp nói nhỏ với Hiên: "Khỏe như con trâu mà chỉ có một trận mưa là nằm vật ra, run như cầy sấy." Hiên đang dọn cơm, nhìn chị gắt nhẹ: "Việc gì mà chị phải lo cho nó, để cho nó chết luôn cho rồi." Hậu cãi: "Chuyện, em cứ nói thế. Nó ốm đau dai dẳng ở đây thì biết ngày nào mình mới rời trại được. Mà nói dại, nhỡ nó chết thì mình đâu có đi được Mỹ." Đó chỉ là một lý do, trong thâm sâu còn một động cơ nữa khiến Hậu tỏ vẻ ân cần chăm sóc thằng con rể. Chị vẫn mong manh hy vọng rằng chị đem lòng tử tế đối xử với nó thì nó cũng sẽ hồi tâm nghĩ lại và bỏ ý định ngông cuồng là đòi ngủ với Hiên.
Đó là một niềm tin trong cuộc đời của Hậu, vẫn áp dụng từ khi mới lớn, mặc dầu nhiều lần chị đã thất bại. Còn nước còn tát, Hậu muốn tỏ cho thằng Tâm biết cái tình nhân ái của Hậu đối với nó khi ốm đau, để nó phải cảm động mà cư xử tử tế với chị em Hậu. Vừa bưng bát cơm lên, Hậu sực nhớ ra một việc quan trọng, lại đặt bát xuống và leo lên gác hỏi Tâm. Thế mày đã uống cái viên thuốc nào chưa? Hay tao lên bệnh viện tao xin thuốc cho mày nhá. Tâm thò đầu ra thều thào đáp. Uống rồi mà, cô giáo cho uống 2 viên thuốc cảm rồi. Thôi vậy thì nằm ngủ đi, tao đi học về rồi tao nấu cháo cho. Ăn bát cháo nóng với hành là giải cảm ngay ấy mà. Hậu leo xuống trở lại bàn ăn với Hiên, nhưng Hiên không nói gì, cắm đầu ăn cho xong bữa cơm đơn giản để còn chuẩn bị đi học. Buổi chiều đi học về, Hậu leo ngay lên gác xem bệnh tình của Tâm tăng hay giảm. Chị thấy thằng con rể vẫn nằm co quắp, đắp mền kín mít từ đầu xuống chân. Hậu quỳ xuống bên cạnh, nhẹ nhàng kéo Tâm chân ra và hỏi. Sao, có đỡ chút nào không? Tâm khẽ mở mắt nhìn Hậu rồi lại nhắm mắt lại, không trả lời. Hậu phải nhắc lại câu hỏi 2-3 lần, gã mới mệt mỏi lắc đầu. Hậu đề nghị. Thôi lên bệnh viện nhé, lên nằm trên đó có bác sĩ người ta chăm sóc cho. Rồi chị luồn tay xuống phía dưới lưng Tâm, đỡ gã ngồi dậy. Tâm uể oải dựa lưng vào tường, co ro vì lạnh, hai tay níu chặt cái mền trước ngực. Và chỉ một phút sau, gã lại nằm lăn ra sàn và yếu ớt nói. Con không lên bệnh viện đâu, má xuống lấy cho con ly nước. Thôi đi bệnh viện đi, nằm nhà không có được đâu. Không sao đâu má, má xuống lấy ly nước lên đây cho con. Hậu bước nhanh xuống cầu thang vào bếp lấy nước, nhân tiện nhắc Hiên nấu cho Tâm nồi cháo nóng với thịt gà hộp. Hiên đang căm thù Tâm nên thản nhiên thoái thác. Chị nấu cho nó đi, em phải đi bây giờ. Nghe em trả lời, Hậu hơi thất vọng nhưng không dám tỏ phản ứng. Vốn nặng lòng từ Tâm, lại tin tưởng mãnh liệt rằng con người có thể cư xử với nhau bằng tình cảm hỗ tương, Hậu muốn nhân dịp Tâm đau ốm tỏ thiện chí tối đa với nó, để mai kia khi bình phục nó sẽ ghi nhớ và không làm phiền chị em Hậu. Hậu nói. Ừ, hay là mày chịu khó mà lên bệnh viện, mày mời bác sĩ xuống khám cho nó, nếu cần thì họ đem nó lên trên đó. Trong thâm tâm, Hiên chỉ muốn tống thằng Tâm ra khỏi nhà được lúc nào hay lúc ấy, cho nên nàng đồng ý ngay. Vâng vâng, em đi liền đây. Và Hiên bước nhanh ra cửa, còn Hậu bưng ly nước lên lầu. Hiên đi một lúc thì trở về, nhưng không dẫn theo y tá hay bác sĩ mà đem theo Tòng. Thật ra thì nàng gặp Tòng giữa đường và Tòng cũng đang định đến thăm Tâm xem gã sống chết như thế nào. Giữa những thằng bạn lai của Tâm mà Hiên có dịp tiếp xúc, nàng vẫn thấy Tòng hiền lành hơn cả. Bởi vậy vừa thấy Tòng đứng thơ thẩn trước nhà, Hiên liền rủ gã cùng về để nhân tiện nhờ gã thuyết phục Tâm lên nằm bệnh xá. Tòng mừng lắm được Hiên ngỏ ý nhờ cậy. Tòng tự tin nói. Chị khỏi lo, nó không đi nổi thì tôi sẽ cõng nó lên nhà thương. Nhưng mà tôi chắc chắn là nó đi được, nó làm bộ nhõng nhẽo với chị đấy. Hiên chỉ cười không nói gì. Đắn đo lâu lắm, nàng mới bảo Tòng. Anh Tòng, anh thân với anh Tâm á, nhờ anh khuyên anh ấy dùm là nên chọn bạn mà chơi, đừng có nghe lời suối bậy của mấy đứa không có ra gì. Nghe Hiên nói bằng giọng nghiêm trang có pha chút bồi ngồi, Tòng giật mình đứng khựng lại và chợt nghĩ ngay đến Niệm, đến cái mặt nham nhở của nó mỗi khi khoe khoang thành tích với Tòng. Dù không có thiện cảm gì đặc biệt với Nguyệt, mà mỗi lần phải nghe những câu chuyện ấy, Tòng cũng gắt lên bảo gã đổi đề tài khác, vì Tòng không chịu đựng nổi sự nhẫn tâm trong cách cư xử của Niệm đối với Nguyệt. Nó bút nhói hình dung ra nay mai thằng Tâm cũng sẽ đi theo bánh xe của Niệm, rồi cũng lại kể cho nó nghe về Hiên lúc nàng quằn quại trên giường dưới bàn tay thô bạo của Tâm. Tự dưng Tòng thấy nổi gai ốc và choáng váng, tự hỏi không biết thằng Tâm đã làm gì Hiên chưa mà Hiên phải nhờ Tòng khuyên giải. Bất giác Tòng trố mắt nhìn Hiên từ đầu đến chân, và trong lòng bùng lên một niềm đau khổ khôn tả. Tòng nói, không phải là tôi kể công với Hiên đâu, nhưng mà tôi đã nói với thằng Tâm nhiều lần rồi. Tôi nói cả thằng Niệm nữa. Lần nào nghe thằng Niệm xuống, tôi cũng cự nó và ngăn thằng Tâm đừng có làm bậy. Có điều bữa nay Hiên nhờ tôi thì tôi sẽ nói chuyện với nó nhiều hơn. Dạ vâng, nhờ anh giúp giùm cho. Tôi mà gặp được người tử tế như anh thì chuyến đi này chị em tôi vui biết bao nhiêu.
Hiên dứt câu thì hai người về tới nhà. Tòng bước vào chào Hậu rồi leo thẳng lên gác nói chuyện với Tâm. Còn Hiên thì vô bếp phụ chị nấu cơm. Thấy Hậu đang khom người quạt than bằng miếng bìa cứng, Hiên rằng lấy làm thay cho chị và nói nhỏ: Em đi dọc đường em gặp anh Tòng. Anh ấy cũng đang định lên thăm thằng Tâm đây nè. Nhân tiện em rủ anh ấy về luôn. Có gì nhờ anh ấy đưa nó đi bệnh viện cho rồi. Trên gác, Tòng nằm nghiêng quay mặt về phía Tâm và nói nhỏ: Chắc không phải mày bị nóng lạnh vì mắc mưa đâu. Tao nghi là tại con vợ thằng Campuchia, vợ thằng Thạch San á. Con nhỏ nó hết sảy. Tao hỏi thiệt mày, có phải hồi hôm mày đi chơi lần đầu tiên không? Thằng Niệm nó nói mày còn trinh mà. Tâm đã ngủ được một giấc dài chiều nay trong lúc Hậu và Hiên vắng nhà, cho nên tương đối tỉnh táo. Nó lại vui vì có bạn ghé thăm, càng thấy tâm trí bớt nặng nề hơn, cho nên nó bật người dậy gân cổ cãi: Trưa hôm qua tao ra chợ uống bia, lúc về thì trời mưa lớn, mày nhớ không? Tính thay quần áo rồi đi kiếm tụi bay, nhưng tao vô nhà thấy có mình con nhỏ Hiên đang ngồi giường. Tao chạy lại ôm đại. Đang ngon trớn thì bà Hậu bái về cự tùm lum, bởi vậy tao mới mặc đồ ướt đi luôn, rồi gặp tụi bay ở nhà thằng Chiến, nhớ không? Tòng hồi hộp ngồi dậy. Đây chính là cái thắc mắc lớn nhất vẫn lởn vởn trong đầu Tòng từ ít lâu nay. Nó đưa mắt nhìn xuống nhà rồi nghiêm nghị hỏi lại: Bộ đây là lần đầu tiên mày ôm con nhỏ Hiên hả? Tâm gật đầu. Tòng lại nheo mắt hỏi thêm: Mày mới ôm thôi chứ đâu có làm gì được phải không? Giọng Tâm tiếc rẻ: Đã làm gì được đâu, tao mới kể với mày rồi đó. Tòng thở phào như vừa tháo được tảng đá nghìn cân đang đè trên ngực. Nó lại đưa mắt nhìn xuống nhà nhưng không thấy Hiên đâu. Lúc nãy nghe Hiên ngỏ ý nhờ vả, Tòng cứ sôi cả ruột lên vì không biết nàng đã bị thằng này cưỡng ép lần nào chưa. Mà hỏi thằng Hiên thì dĩ nhiên không dám. Bây giờ thì thấy nhẹ hẳn người, Tòng nghiêm mặt bảo Tâm: Mày đừng có làm vậy thôi chết, nghe lời thằng Niệm không được đâu. Tâm chớp mắt nằm im. Trưa nay trong giấc ngủ chập chờn nửa tỉnh nửa mê, lúc nóng lúc lạnh, tự dưng nó thấy tâm trí trở về với những ngày thơ ấu nghiêm ngặt của giáo lý, của nhà thờ bên cạnh ông bà quản phúc luôn mồm dục dã đọc kinh. Hình ảnh Chúa đóng đinh trên thánh giá bất ngờ hiện ra, trừng mắt nhìn nó trách móc. Trong lúc thảng thốt, nó nghĩ ra rằng cơn bệnh đột ngột đến với nó chắc hẳn là hình phạt của Chúa, bởi vì một ngày nó dám phạm đến hai tội là ôm Hiên và ngủ với người đàn bà Miên đã có chồng. Nó tin như thế, và niềm tin ấy khiến nó hãi hùng đưa tay làm dấu thánh giá, lâm dâm cầu xin Chúa tha thứ. Nó nhớ lại trước lúc ra đi, bà quản phúc sụt sùi khóc, dí vào tay Tâm cỗ chẳng hạt và bảo: Con sang bên Mỹ, giàu sang phú quý đến bao nhiêu, mẹ chẳng mừng bằng thấy con sớm tối đọc kinh cầu nguyện, xưng tội rước lễ siêng năng như lúc con còn ở với mẹ nhé. Con hãy nhớ lời Chúa dạy, được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì nào có ích gì. Tâm nghe cũng cảm động lắm, rớt nước mắt hứa với mẹ nuôi là không bao giờ sao nhãng việc đạo. Qua tới ban tam hai tháng đầu, quả nhiên nó làm đúng lời mẹ dặn. Nhưng rồi dần dà ham vui theo bạn bè, đức tin công giáo cứ nguội dần. Mãi đến hôm nay nằm trên giường bệnh, lòng lắng xuống, nó mới thấy hối hận và lo sợ như con chiên lạc sắp phải ra trước tòa phán xét. Tuy vậy, sau giấc ngủ mấy tiếng nó tỉnh táo thức dậy thì nó lại nghĩ khác. Niệm và Tòng cùng đi chơi chung, tại sao Chúa lại chỉ phạt có mình nó, còn hai thằng kia thì vẫn phây phây, không ốm đau gì cả? Hay là vì tại hai thằng kia là người ngoại đạo, cho nên Chúa không phạt được, bởi Chúa của Tâm chưa chắc đã là Chúa của Tòng và Niệm? Thấy Tâm không nói gì, Tòng đoán nó đang suy ngẫm về lời khuyên của Tòng, cho nên Tòng nói tiếp: Mày cứ nhớ lời tao, nay mai thằng Niệm qua Mỹ sẽ thấy hậu quả, nó làm bậy thì sẽ có ngày nó đền tội. Tâm mở to mắt nhìn Tòng vì chưa hiểu hết ý Tòng. Tòng vẫn ngồi nhưng khom người xuống nói nhỏ: Gia đình con Nguyệt đâu có để cho nó yên. Ở đây thì họ phải chịu vì không làm gì được, nhưng qua bên ấy thằng Niệm sẽ đền tội. Tao nghe nói bên Mỹ rất đông du đáng, Mỹ đen rồi Mỹ Tây cơ, ở lậu chỉ cần mướn 5.000 bạc, bảo nó giết ai nó cũng giết. Mà người Việt mình thì ai chết ráng chịu chứ, Mỹ nó đâu có điều tra. Nhà con Nguyệt mày biết mà, giàu lắm, trong khi thằng Niệm không có đồng bạc dính túi. Rồi mày coi. Tâm thấy hoang mang nghi ngại. Những điều Tòng vừa nói chắc là sự thật cả, bởi Tòng lớn hơn Tâm đến mấy tuổi,
học hành nhiều hơn Tâm, ít ra là nói được cả tiếng Campuchia, cho nên mới được cô gái Miên tính giá đặc biệt đêm qua. Và nhất là bởi Tòng ít khi nào nói phét, Tâm ngẫm nghĩ rồi nói xuôi theo. Ừ, thằng Niệm bậy thật, người ta thù là phải. Tòng lại ngó xuống nhà thấy Hiên vừa bước ra cửa. Những lời thuyết phục vừa rồi Tòng phun ra với Tâm chỉ có mỗi một mục đích là bảo vệ Hiên, chứ thực ra Tòng có biết gì về nước Mỹ đâu. Lâu lâu nghe Thiên Hạ nói chuyện hoặc tình cờ liếc nhanh một tờ báo từ Hoa Kỳ gửi sang, đọc vội mẩu tin chém giết nào đó, rồi hôm nay dựa vào đấy để phịa ra và hù Tâm cho gã sợ đấy thôi. Thấy Tâm có vẻ nao núng, Tòng lại tiếp. Mày cứ nhớ là ông trời có mắt. Mày bên đạo mày gọi là Chúa, tao gọi là trời. Chúa hay trời cũng đều có mắt cả. Mày làm bậy là quả báo đến liền. Mày thấy tao không? Con Ngọc vợ tao bộ xấu à? Hồi ở Sài Gòn biết bao nhiêu thằng theo nó, vậy mà mấy tháng nay tao ở chung, dứt khoát tao không động tới nó. Là vì nó là vợ giả chứ có phải vợ thật của tao đâu. Lấy tiền của người ta rồi mà, xử ép người ta quá đâu có được. Tâm tung cái mền ra, ngóc đầu dậy nhìn Tòng hỏi lại. Mày nói sao? Mày nói mày chưa đụng tới con Ngọc à? Mày nói chơi hay nói thiệt? Tòng gắt nhẹ. Tao xạo mày làm chi? Câu trả lời chắc nịch của Tòng làm Tâm phân vân nghĩ ngợi. Nó nhíu mày bảo Tòng. Vậy mà thằng Niệm bảo tao là đêm nào mày cũng ngủ với con Ngọc. Nó còn nói nó bắt trước mày nên mới ngủ với con Nguyệt, chứ hồi đó nó đâu có dám. Tòng nắm bàn tay đấm xuống sàn, chửi thề một câu rồi kết luận. Mẹ tao chưa thấy thằng nào nói xạo như nó. Tâm hờ một tiếng rồi nằm im. Thoáng trong giây lát, trong đầu nó sực nảy ra một câu hỏi. Nếu thế thì phải chăng chính thằng Niệm cũng chưa hề ngủ với Nguyệt? Nó chỉ nói dóc để giật le với Tâm mà thôi. Tâm tự nhủ và bất giác lắc đầu. Khi khám phá ra điều bí ẩn này, Tâm ngước mắt nhìn Tòng hỏi lại một lần nữa. Mày nói mày chưa ngủ với con Ngọc, chắc không? Thề đi. Tòng nhấn mạnh. Mày muốn thề cái gì tao cũng thề, dóc cho cả nhà tao chết. Tâm ngắt lời. Nhà mày có ai đâu, có mình mày mà. Tòng phì cười rồi nghiêm mặt nói ngay. Nếu tao ngủ với con Ngọc, tao sợ gì mày mà tao phải giấu. Nhưng tao là người có lương tâm. Tao nói rồi, ăn bánh thì trả tiền, người ta không thích mình mà mình cưỡng ép tức là có tội. Mày cứ nhớ là ác giả ác báo, mày làm ác, trời đâu có tha mày, Chúa đâu có tha cho mày. Tâm nằm yên không nói gì. Trưa nay lúc nằm mê man tưởng mình sắp về nước Chúa, nó đã hối hận vì cho rằng việc ngủ với Hiên là tội lỗi. Ai sắp chết chả ăn năn để dọn mình cho kiếp sau, nhất là đối với một thằng thanh niên mà cả một thời tuổi trẻ được trang bị ngày đêm bằng những ý niệm thiên đàng địa ngục, bằng hình ảnh quyền uy đáng kính, đáng sợ của Thiên Chúa. Nhưng khi tỉnh táo lại, Tâm thấy hành vi ấy, tức là ôm Hiên và giật đứt cái nút áo ngực nàng, không có gì quá đáng. Hay nói cách khác, Chúa không đáng sợ lắm. Lời dặn dò lúc chia tay của bà quản phúc mẹ nuôi nó mới trưa nay còn ám ảnh nó và làm cho nó hết sức hối hận, thì bây giờ nó thấy chả có nghĩa lý gì nữa. Chỉ có điều là giờ này toàn thân vẫn còn đang rã rời, cho nên không vướng bận chút thôi thúc nào của sắc dục. Và vì thế nó thấy thằng Tòng nói đúng, nó không nên hành hạ chị em Hiên. Mai kia khi hoàn toàn bình phục, thân thể cường tráng trở lại thì chưa biết sẽ ra sao. Về phần Tòng, nói ra hết được những điều cần nói, nó hả hê lắm vì vừa hoàn tất được công việc khó khăn mà Hiên đã giao phó. Nó hỏi lại Tâm. Mày thấy tao nói có đúng không? Tâm trầm ngâm hút thuốc, không bình phẩm gì thêm. Tòng vén tay áo nhìn đồng hồ rồi vỗ vai Tâm từ giã. Tao về nghe mày, đói rồi, chút nữa rảnh tao lại qua. Tòng leo xuống hả hê nhìn quanh, thấy chị em Hậu đang đứng trước sân. Hiên tiến nhanh lại phía Tòng, rồi cùng đi với nó một quãng đường. Nàng hồi hộp hỏi. Chắc anh nói chuyện với anh Tâm rồi hả? Vâng, tôi đã khuyên nó rồi. Coi bộ nó cũng biết nghĩ, chắc không đến nỗi tầm bậy như thằng Niệm đâu. Tôi đem trường hợp của tôi ra làm thí dụ. Tôi với Ngọc cũng như là nó với Hiên vậy. Tôi không bao giờ đòi hỏi gì ở Ngọc cả. Trời ơi, cô ấy gặp anh thật là có phước á. Tòng lâng lâng sung sướng nhận một lời khen nồng nàn của Hiên. Và vì càng cảm thấy mủi lòng vì hoàn cảnh của nàng, cho nên nó long trọng hứa. Nay mai thằng Niệm đi rồi, tôi sẽ theo sát thằng Tâm. Hiên cứ an lòng có tôi, nó không dám làm gì Hiên đâu. Dù biết đó chỉ là một lời trấn an hơi bốc đồng, bởi Tòng đâu có quyền lực hay ảnh hưởng gì đối với Tâm,
nhưng Hiên cũng thấy nhẹ hẳn nỗi lo trong lòng. Nàng nói cảm ơn rồi dừng lại, tòng cúi chào và bước đi. Hiên nhìn theo một lúc rồi cũng quay vào nhà. Một tuần sau, Tâm bình phục hẳn. Cuộc sống hàng ngày với những sinh hoạt cố định lại tiếp diễn như cũ. Một buổi lên lớp, còn bao nhiêu thì giờ đều theo bạn bè rong chơi quanh trại. Tâm khỏi bệnh có nghĩa là Hậu và Hiên lại bắt đầu những ngày phập phồng lo sợ. Hai chị em ít khi rời nhau, nhất là không bao giờ Hậu dám để Hiên ở nhà một mình với Tâm. Mặc dầu lúc này, sau mấy ngày nằm liệt giường, hình như Tâm có vẻ đổi tính, nói năng tử tế hơn và không còn nhắc đến việc đòi lấy Hiên nữa. Tuy thế, sự hiện diện của gã vẫn như cái án treo lơ lửng, bắt chị em Hậu lúc nào cũng phải hồi hộp đề phòng. Đối với Hậu, dù trong lòng không lúc nào nguôi mối hận, nhưng bề ngoài chị vẫn cố gắng tỏ ra ân cần chăm sóc Tâm kỹ lưỡng, lo từng bữa cơm chu đáo, sắm sửa những thứ cần thiết cho gã để mong gã nhìn thấy chân tình của chị mà đối xử lại một cách tương xứng. Hậu bảo nhỏ Hiên: "Thôi, ráng nhịn đi em ạ. Mình tốt với nó thì nó tốt với mình. Chị hỏi anh Trác rồi, qua đến Mỹ đặt chân xuống phi trường là mạnh ai nấy đi. Lúc đó dù nó có là 100 cái lá đơn tố cáo mình mua con lai cũng vô ích, luật Mỹ là như vậy. Còn bây giờ nó mạnh mình yếu, không thể làm gì hơn được." Hiên gật đầu: "Thì em có làm gì đâu, em chỉ mong sống yên thân chờ ngày đi định cư thôi, chứ có đòi hỏi cái gì." Ngưng một chút, Hậu giải thích thêm: "Cả tháng nay rõ ràng là hình như nó đổi tính đấy mày ạ. Em thấy chị nói đúng không? Nó cũng là đứa biết nghĩ. Không phải là chị sợ nó, nhưng mà ăn thua là mình biết lúc nào mình cần nhịn, còn lúc nào mình cần mạnh." Hiên im lặng không nói gì, nhưng nàng không đồng ý với Hậu. Nàng không tin rằng vì sự tử tế của Hậu mà Tâm thức tỉnh lương tâm và bỏ cuộc. Theo nàng, cả mấy tháng nay sở dĩ Tâm không nhắc lại đòi hỏi cũ, ép Hiên phải lấy gã, chỉ vì có Tòng kèm sát bên cạnh. Chị em Hậu ở tới tháng thứ 5 thì Tòng lên đường đi định cư. Thằng Niệm đã đi trước Tòng vài hôm. Chị em Hậu bàn nhau làm bữa tiệc tiễn chân Tòng. Nhưng trước khi dự tiệc, Tòng rủ Tâm sang khu 3 xả xui lần chót tại nhà Thạch San, nhân tiện cũng để nói vài lời từ biệt với cô vợ trẻ của gã, vì nàng đã giúp Tòng giải sầu ở đây suốt nửa năm qua. Hai đứa hân hoan bước vô nhà Thạch San, không cần gõ cửa, vì tự cho mình là khách quen. Mà Tòng là khách quen thật, chẳng những quen mà còn sòng phẳng nữa, bởi chưa lần nào ngủ với vợ Thạch San mà Tòng phải ghi sổ nợ như nhiều gã đàn ông khác vẫn làm. Hơn thế nữa, tính Tòng vốn hào phóng, cho nên lâu lâu còn rủ Thạch San đi nhậu ngoài khu chợ số 7, rồi mua quà nhỏ nhờ mang về cho vợ gã. Bước vô nhà theo thói quen, Tòng cất tiếng chào và thăm hỏi vài câu bằng tiếng Miên, mặc dù lúc này Thạch San đã nói được tiếng Việt rất sành sỏi nhờ giao dịch hàng ngày với đa số khách hàng người Việt. Thạch San đang ngồi viết thư ở bàn ăn kê sâu trong bếp, ngẩng lên xua tay bảo Tòng và Tâm bằng tiếng Việt: "Nghỉ rồi, nghỉ luôn rồi, không tiếp khách nữa." Câu nói và thái độ của Thạch San làm Tòng giật mình thất vọng, lặng người mấy giây rồi hỏi một câu ngớ ngẩn: "Sao lại nghỉ, có chuyến đi Mỹ rồi à?" Thạch San quăng cây bút xuống bàn lắc đầu: "Còn chờ tái khám mà, biết chừng nào mới đi, nhưng mà vợ tao bỏ nghề rồi." Tòng tần ngần đứng nhìn quanh rồi tò mò hỏi thêm: "Anh không cho vợ anh tiếp khách nữa hay sao? Bộ anh bắt bà ấy bỏ nghề à?" Thạch San ngoẻo đầu phân bua bằng giọng tiếc nuối: "Đâu phải, tại nó muốn bỏ chứ đâu phải tại tao. Tao nói nó ráng làm thêm một thời gian nữa kiếm chút vốn qua Mỹ mở tiệm ăn, mà nó than mệt nó không chịu làm nữa." Tâm buột miệng kêu nhỏ: "Uổng quá." Hai tiếng uổng quá đó, cả Thạch San và Tòng đều không hiểu Tâm muốn than là uổng cho chính gã hay cho vợ Thạch San. Uổng vì từ nay Tâm sẽ không còn cơ hội đến tìm vui ở đây, hay uổng vì cái nghề đang dễ kiếm ăn mà tự dưng vợ Thạch San ngưng hoạt động. Tòng đứng sớ rớ, cố ý nán lại mặc dầu Thạch San không ngỏ lời mời như mọi khi. Trong thâm sâu, Tòng vẫn muốn gặp vợ Thạch San một lần cuối, dù chỉ cần nhìn mặt để nói vài lời chia tay, bởi Tòng vẫn chủ quan tin rằng giữa hàng loạt khách hàng mà vợ Thạch San ôm ấp hàng ngày, Tòng phải là hình ảnh một người đàn ông đáng chú ý hơn cả. Tòng liếc mắt nhìn vào tấm màn bằng vải dày che kín cái giường kê sát vách nơi vợ Thạch San vẫn thường hành nghề,
rồi lại ngó lên gác xếp, nhưng chẳng có dấu hiệu nào chứng tỏ vợ Thạch San có nhà. Gã nhịn không nổi, đành phải nói: "Bà xã anh đâu rồi? Ngày mai tôi đi, tôi muốn chào bà ấy một tiếng." Thạch San mở to mắt nhìn tao: "Mai mày đi hả? Sướng quá rồi. Vợ tao đi chợ. Mày muốn chào thì ngồi chờ chút xíu, chắc nó cũng sắp về. Ngồi đó đi." Dứt lời, Thạch San cầm bút cúi xuống viết tiếp. Tòng kéo tay Tâm ngồi xuống cái ghế băng kê sát vách bên ngoài, nơi khách vẫn thường nóng ruột ngồi đợi đến phiên mình. Im lặng một lúc, Thạch San ngẩng lên than: "Ôi, còn tới hơn 10 đứa thiếu tiền vợ tao. Đây này, thằng Thành, thằng Phước, thằng Huỳnh, đứa nào cũng quen mày, do mày dắt tới. Mày đòi giùm tao được không?" Tòng lật qua từng trang giấy và bảo Thạch San: "Tôi đòi sao được, anh đi đòi đi. Thằng Huỳnh với thằng Phước ngày mai chuyển trại rồi, nó cùng đi chung với tôi, anh phải đòi gấp bữa nay." Thạch San gấp cuốn sổ và bảo: "Thế thì để tao đi liền, tụi bay ngồi chờ vợ tao ở đây đi." Nhưng Tâm cũng đứng dậy theo, kéo tay Tòng và bảo: "Thôi, về nhà tao ngồi chơi." Dứt lời, cả ba cùng bước ra cửa. Tòng cố ý đi chậm lại để Thạch San tiến lên trước, chờ cho gã xa hẳn một khoảng cách, Tòng mới bảo Tâm: "Còn sớm về nhà mày làm gì, ra chợ chơi. Tao muốn gặp con vợ thằng này một chút. Tuy ăn bánh trả tiền nhưng tao thấy nó cũng là người có tình nghĩa, tao muốn chào nó trước khi đi." Tâm không nói gì, lặng lẽ bước đi bên cạnh Tòng. Ra tới khu chợ Bảy, Tòng rảo qua các cửa hàng, các quán giải khát, đăm đăm nhìn vào nhưng không thấy vợ Thạch San. Lòng gã buồn vời vợi vì chẳng hiểu tại sao trước khi từ giã Ba Tan, Tòng cứ muốn gặp nàng cho bằng được. Người đàn bà giang hồ ấy có cái gì kỳ bí và lôi cuốn khá mãnh liệt, khiến chỉ vài lần chung đụng xác thịt, Tòng đã có thiện cảm đặc biệt. Không thấy cái nghề bán thân nuôi miệng của nàng đáng coi thường như những đồng nghiệp khác mà Tòng từng trải qua. Lang thang một lúc, hai người ra tới sân chùa, gặp bất cứ ai quen dù thân hay không, Tòng cũng đều xông lại bắt tay và nói dăm ba câu từ giã để ngày mai lên đường. Rồi Tòng vòng ra phía vườn xoài, nhìn lại khung cảnh quen thuộc mà những buổi trưa nắng gắt gã thường ra ngồi hóng mát, có khi nằm lăn dưới gốc cây ngủ một giấc bình an sau cơn say dịu dàng. Hôm nay Tòng thấy lòng trùng xuống vì luyến nhớ. Gã chớp mắt ngó quanh rồi lững thững bước đi. Vào khá sâu trong cuối vườn, Tòng bỗng giật mình nhìn thấy một cặp trai gái đang quấn lấy nhau dưới tàn cây cổ thụ. Gã đàn ông ngồi nghiêng chênh chách, nhưng Tòng nhận ngay ra là thằng Huỳnh đang quàng cánh tay qua lưng cô gái, ngả đầu trên vai gã. Tò mò, Tòng tiến lên vài bước và sửng sốt nhận ra đó là vợ Thạch San, bởi mái tóc và dáng người đã quá quen mắt đối với Tòng. Tòng lặng người đứng khựng lại, làm Tâm cũng dừng lại theo, chố mắt nhìn và buột miệng kêu lên nho nhỏ: "Ủa thằng Huỳnh, tưởng con vợ thằng Thạch San mê ai, đâu dè mê thằng Huỳnh." Câu nói của Tâm, Tòng nghe như một lời mỉa mai ám chỉ Tòng, khiến cho tự ái trong lòng bị tổn thương trầm trọng. Tòng cúi mặt vừa ngượng vừa buồn. Hóa ra bao lâu nay, cái phong độ hào phóng của Tòng, lối cư xử thân tình và tự tin của Tòng chẳng gây được chút chú ý nhỏ nhoi nào trong lòng vợ Thạch San. Mỗi lần gặp Tòng, vợ Thạch San nói cười vồ vập, ân cần săn sóc, khiến Tòng cứ chủ quan tin rằng mình có chỗ đứng đặc biệt. Trước mắt Tòng và Tâm, vợ Thạch San đang ngồi mùi mẫm trong cánh tay Huỳnh.
Và Tòng hiểu ngay rằng chính Huỳnh là động lực duy nhất đã khiến nàng bỏ nghề rước khách. Tòng thấy buốt nhói như có mũi dao nhọn vừa khắc vào tim. Cái thằng Huỳnh tầm thường kia, vừa xấu vừa nghèo, mỗi lần đến chơi phải ghi sổ, thế mà lại đánh bại một kẻ hào hoa như Tòng, thì cuộc đời chẳng còn quy luật nào hợp lý. Tòng cố lấy lại bình tĩnh, quay sang Tâm, gượng cười nói một câu vô nghĩa: thằng Huỳnh ngày mai đi rồi, bữa nay còn dáng gỡ gạc. Tâm cảm thông nỗi bối rối của Tòng, vội phân trần dùm: tụi nó quen nhau từ bên Miên. Hồi đó gia đình thằng Huỳnh sống ở Miên, mới về Việt Nam sau này. Tòng không nói gì, đoán được tâm trạng của Tòng. Tâm lại ghé tai và đề nghị: Thạch San đang đi kiếm thằng Huỳnh để đòi nợ, giờ tao với mày chạy đi kiếm thằng Thạch San, cho nó biết là thằng Huỳnh đang ở đây. Tòng thở dài ngắt lời, làm ra vẻ quân tử: tao thấy không nên, kêu Thạch San tội nghiệp tụi nó, đằng nào ngày mai thằng Huỳnh cũng đi rồi. Tâm bực mình cãi: mày nói chuyện gì đâu không à, tội nghiệp thằng Huỳnh, nhưng tao tội nghiệp thằng Thạch San. Thằng Huỳnh thiếu tiền Thạch San mà còn dê vợ nó, cà trơn. Vừa nói, Tâm vừa kéo tay Tòng bước nhanh ra khỏi vườn xoài. Trong thâm sâu, Tâm chẳng thương gì Thạch San, mà cũng chẳng oán thù gì Huỳnh. Gã chỉ tò mò muốn chứng kiến một hoạt cảnh đánh ghen cho vui mắt mà thôi. Còn Tòng thì khác. Dĩ nhiên Tòng không yêu vợ Thạch San đến độ phải ghen, bởi ai lại ghen với một cô gái giang hồ bao giờ. Huống chi chính Tòng là người đã đưa Huỳnh lại ngủ với nàng lần đầu tiên, thì còn ghen tương gì nữa. Nhưng lòng tự ái làm Tòng đâm hận, muốn Thạch San ra lôi cổ vợ về nện cho một trận để Tòng hả giận. Tuy trong lòng tính như vậy, nhưng bề ngoài Tòng vẫn làm ra vẻ hờ hững, bảo Tâm một cách miễn cưỡng: biết thằng Thạch San ở đâu mà kiếm nó bây giờ, thôi kệ nó. Rồi Tòng u sầu lôi Tâm về nhà. Nhưng rất may cho Tòng và Tâm là vừa sang tới khu 1 đã thấy Thạch San khập khiễng bước đi trên khoảng sân rộng dưới ánh nắng oi nồng của buổi xế chiều. Tay gã cầm cuốn sổ, miệng làm nhảm nói một mình, chắc là chửi rủa những đứa đã ngủ với vợ gã mà thiếu tiền. Tâm mừng quá, đập vào vai Tòng rồi chạy lao tới chỗ Thạch San, vừa thở vừa báo cáo tình hình khẩn trương. Thạch San nghe dứt câu trợn mắt nghiến răng không nói được lời nào, chỉ đưa mắt nhìn Tòng đứng bên cạnh Tâm. Tòng gật đầu xác nhận những điều Tâm vừa nói là đúng sự thật. Lập tức cả ba hăm hở kéo nhau ra phạm trường, chuẩn bị thanh toán món nợ máu. Người người qua lại ồn ào, chẳng ai để ý đến nét mặt hầm hầm của Thạch San. Bất chợt, nếu có chăng thì chỉ vì tội nghiệp thấy gã què mà phải vừa đi vừa chạy bên cạnh Tâm và Tòng. Tới gần chỗ hẹn hò của vợ Thạch San, Tòng kéo tay Tâm bước chậm lại rồi nép sau một gốc cây. Tâm nói nhỏ với Thạch San: đó, tụi nó đó, tới đánh thấy mẹ đi. Thạch San cầm cuốn sổ lờ lờ bước tới trước cặp mắt theo dõi cực kỳ hồi hộp của Tòng và Tâm. Tòng ngẫm nghĩ một lúc rồi chợt lo âu bảo Tâm: nếu mà thằng Thạch San nó làm dữ quá đó, thì tao với mày phải chạy lại can. Tâm gạt đi: kệ mẹ nó, sao phải can. Tòng giải thích: dù có chuyện gì tụi nó không đi Mỹ được tội nghiệp. Tao nói mày nghe, đánh lộn là tội hình, Mỹ bác đơn liệt. Mà không bị Mỹ từ chối thì cũng vô nằm nhà thương, hoãn chuyến bay, tội nghiệp thằng Huỳnh, không chừng đi tù nữa. Tâm tặc lưỡi: mày ưa nói chuyện gì đâu không à, lúc nào cũng tội nghiệp. Tao muốn tụi nó đánh lộn, mình đứng đây coi chơi. Thằng Thạch San đi cả nhắc sức mấy mà làm gì được thằng Huỳnh. Mày muốn cá gì tao cũng cá này. Đang nói, Tâm bỗng ngưng bặt vì thấy Thạch San đã bước tới sau lưng Huỳnh, khiến cả Huỳnh lẫn vợ gã cùng đứng bật dậy. Tâm há mồm trố mắt theo dõi, Tòng cũng nín thở chờ đợi. Nhưng trái với dự đoán của Tâm và Tòng, hoạt cảnh đánh ghen không diễn ra ồn ào như chúng mong đợi. Thậm chí Thạch San cũng chẳng lớn tiếng quát nạt tình địch và dâm phụ. Cả ba đứng nói chuyện phải quấy với nhau khoảng 5 phút. Rồi vợ Thạch San thò tay vào túi quần jean, lôi ra một nắm tiền đưa cho chồng. Thạch San đỡ lấy, đếm cẩn thận rồi gật gù nhét vô túi. Huỳnh gật đầu chào, bắt tay Thạch San và bỏ đi. Vợ Thạch San âu yếm cùng chồng quay trở lại trước cặp mắt ngơ ngác thất vọng của Tòng và Tâm. Thạch San tiến lại nhìn Tâm, nhìn Tòng, nở nụ cười biết ơn và hớn hở thông báo: thằng Huỳnh trả tiền rồi, cảm ơn tụi bay. Tòng khẽ lắc đầu, đưa mắt ngó Tâm.
Đến giờ phút này thì cả hai cùng nhìn ra một sự thật cụ thể là Thạch San đã hoàn toàn tắt lửa lòng. Chỉ còn nghĩ đến tiền chứ không mảy may vướng bận chút tình cảm nào trong lòng. Vợ gã muốn làm gì thì làm, miễn mang được tiền về là xong. Gã mở cuốn sổ nợ, lấy cây bút, gạch bỏ tên Huỳnh, rồi gấp lại và hãnh diện giải thích với Tòng. Vợ tao ra chợ, ngang qua nhà thằng Huỳnh vô kiếm để đòi nợ. Nhưng nó không có nhà, thì lại nghe người ta nói là thằng Huỳnh nó ra đây. Thành thử vợ tao phải ra đây theo nó tới cùng mới gặp được nó. Hên thiệt, không gặp được bữa nay mai nó đi mất tiêu rồi. Tòng đưa mắt nhìn vợ Thạch San, và trong khoảnh khắc gã thấy hết sức chán nản về sự dối trá của người đàn bà mà Tòng từng dành cho nhiều thiện cảm. Lại càng chán nản hơn vì lời nói dối ngây ngô đến thế mà vẫn đánh lừa được thằng chồng. Cổ nhân có câu, khi yêu người đàn bà trở nên thông minh, còn đàn ông trở thành ngu dại. Cái chân lý ấy có lẽ chẳng bao giờ sai. Trưa nay lúc đến tìm vợ Thạch San để gặp gỡ lần cuối, Tòng đã định bụng lúc ôm nhau trên giường, gã sẽ nói vài lời chan chứa ân tình trước lúc chia tay. Bây giờ nghĩ lại, Tòng thấy xấu hổ về sự chủ quan lầm lẫn của mình. Thạch San toan kéo vợ đi, nhưng sực nhớ ra một điều thủ tục, vội đưa tay cho Tòng bắt và nói, mai đi mạnh giỏi nghe mày. Nghe chồng từ giã, Tòng, vợ Thạch San trố mắt hỏi lại, ủa mai anh đi đâu? Thạch San đáp thay Tòng, đi Mỹ chứ đi đâu. Vợ gã reo lên, ồ, vậy là anh đi chung với anh Huỳnh hả? Tòng khẽ gật đầu, mặt càng buồn thiu vì giờ phút này vợ Thạch San chỉ còn nghĩ đến Huỳnh. Nàng giơ tay chào Tòng và nhắc lại câu nói của chồng, đi mạnh giỏi nha, không chừng qua Mỹ gặp á. Tòng không thèm đáp, kéo tay Tâm rẽ hướng khác, bỏ mặc cho vợ chồng Thạch San đứng đó. Tính ra tổng số tiền Tòng nộp cho vợ Thạch San trong hơn nửa năm qua cũng khá bộn, chưa kể bạn bè Tòng giới thiệu đến cho nàng cũng là một con số đáng kể. Bất giác Tòng chớp mắt thở dài thườn thượt. Tòng mở gói thuốc, rút ra một điếu gắn lên môi, rồi thò tay vào túi quần tìm hộp diêm. Tay gã chạm phải cái gói nhỏ làm gã chợt tắt ngay nụ cười. Món quà Tòng tính trao tặng vợ Thạch San vẫn nằm im trong đó. Nó chẳng đáng giá bao nhiêu, nhưng là tấm lòng của Tòng dành cho nàng. Một sợi dây đeo cổ Tòng nhờ cảnh sát phi mua ở tiệm kim hoàn ngoài chợ. Định bụng hôm nay khi nằm với vợ Thạch San lần cuối, Tòng sẽ run run đưa cho nàng làm kỷ niệm để chia tay. Tòng nén tiếng thở dài lầm lỗi bước đi. Ngang qua một lỗ cống, Tòng rút vội cái gói đó và quăng mạnh xuống cho dòng nước cuốn đi cùng với rác rến. Gã thở mạnh và thấy trong lòng nhẹ nhõm được một phần nào. Hôm sau Tòng rời trại, gia đình ông Vĩnh hàng xóm cũng lên đường cùng một chuyến. Chị em Hậu ở lại thấy trống vắng lạ lùng, đếm thời gian lê thê, mong ngóng từng ngày đến phiên mình. Ngày tháng chậm chậm trôi qua. Một buổi tối, Tâm theo bạn bè đi nhậu khá khuya mới trở về. Lúc đó đã gần giờ giới nghiêm, nhiều căn nhà đã tắt hết đèn. Chị em Hậu vừa tiễn vợ chồng Tạo ra cửa sau khi hai người sang ăn chè và ngồi nói chuyện cả tiếng đồng hồ với Hiên. Gia đình ông Vĩnh kế bên đã đi rồi, người thân cùng binh đinh bây giờ chỉ còn lại có Tạo và Mai chạy qua chạy lại cho vui. Họ về rồi, hai chị em đánh răng rửa mặt rồi chui vào mùng nằm bên nhau, bàn tính tương lai như thói quen dỗ giấc ngủ hàng đêm. Chỉ còn hơn một tháng nữa là mãn khóa học, chấm dứt những ngày nôn nóng ở Ba Tan. Hậu thường nhắc em cái viễn ảnh tươi đẹp ấy để an ủi em và cũng để tự an ủi chính mình. Từ ngoài cửa, Tâm lạng quạng bước vào nhưng không lên gác như thường lệ. Gã tiến thẳng lại giường của chị em Hậu. Hai người ngưng bặt câu chuyện dở dang, trố mắt hồi hộp nhìn cái dáng đen đủi to cao của Tâm lờ lờ xuất hiện trong bóng tối lờ mờ. Tâm vén mồng chui vào, thản nhiên nằm lăn ngay ra giường, khiến hai chị em cùng kêu lên và ngồi bật dậy. Tâm nhoài người trườn theo ôm lấy Hiên, hơi thở khò khè dồn dập, đưa men rượu bốc ra nồng nặc. Hiên ngồi thu mình sát vách, hai tay vùng vẫy và co chân đạp lung tung, nhưng Tâm đã nhanh nhẹn lật úp người đè lên hai đùi nàng, choàng hai cánh tay ôm lấy lưng Hiên và gục mặt vào bụng nàng. Ngồi uống bia trong nhà bếp của thằng bạn mới quen, có cô em gái cùng trà lứa và dáng dấp giống như Hiên, mặc
bộ đồ ngủ thêu bằng vải trắng mong manh mang theo từ Việt Nam, cứ đi tới đi lui quanh bàn tiệc, làm Tâm đờ đẫn ngắm nhìn một cách say mê. Rượu càng uống vào, cơn dục vọng xác thịt càng theo hơi men bừng dậy trong lòng Tâm. Con nhỏ em thằng bạn phụ trách tiếp đồ nhậu cứ cúi lom khom trước mặt Tâm, khoe ra những đường nét lôi cuốn của tấm thân mới lớn, làm Tâm chịu không nổi, chỉ muốn choàng tay ôm đại. Tâm liên tưởng đến Hiên và thấy bứt rứt khó chịu vô cùng. Đã thế, câu chuyện ở bàn tiệc giữa đám thanh niên độc thân tình cờ lại chuyển sang đề tài trai gái, kể cả huyền thoại vợ Thạch San mà giờ này đã đóng cửa động, khiến Tâm càng khổ sở về sự đòi hỏi sinh lý. Cho nên tiệc chưa tàn, Tâm đã đứng dậy chào chủ nhà và bằng hữu đi nhanh về để gặp Hiên. Lúc tỉnh táo, Tâm không nguy hiểm lắm, nhưng khi say rượu thì kể như mất hết lý trí, chỉ còn hành xử theo bản năng. Đó chính là lúc này, khi đã uống quá chén ở nhà thằng bạn. Dọc đường bước đi những bước vội vã, Tâm chỉ nôn nóng nghĩ đến Hiên, cho nên vừa đặt chân vào nhà, gã lao ngay lên giường mà không đắn đo chút nào cả. Hậu hốt hoảng quỳ lên, nắm cổ áo sơ mi của Tâm, lôi đầu gã dậy và rít lên: "Thằng khốn nạn, mày làm cái trò gì vậy? Mất dạy vừa vừa chứ, đi lên gác, đây không phải chỗ của mày." Tâm khẽ ngóc đầu, ngửa cổ ra phía sau theo đà kéo của Hậu và lè nhè đáp: "Tôi ôm vợ tôi mắc mớ gì tới má. Má đi ra đi, để tôi ngủ với vợ tôi." Vừa nói, Tâm vừa siết chặt hai cánh tay vòng quanh tấm thân nhỏ nhắn của Hiên, như một thế võ của tay đô vật nhà nghề, khiến Hiên không tài nào thoát ra được. Nàng giơ hai tay lên, nắm lại đấm tới tấp xuống đầu Tâm, nhưng Tâm không hề nao núng. Gã cứ ghì mặt giữa hai đùi Hiên và bám trụ ở đó trong cảnh cố đấm ăn xôi, mặc cho Hậu và Hiên đấm đá kháng cự. Giằng co đến mấy phút không có kết quả, cái nút áo ở ngực Tâm bị Hậu giật đứt tung ra, mà Tâm vẫn ôm chặt lấy Hiên. Hậu đành phải sử dụng chiêu cuối cùng là lùa bàn tay vào mái tóc quăn của Tâm và dùng hết sức tàn nghiến răng giật mạnh. Tâm đau quá ngẩng đầu dậy và buông lỏng hai cánh tay. Hiên lập tức vùng đứng lên. Hậu giục em: "Chạy đi, xuống đi, đứng đấy làm cái gì?" Nhưng giường thì chật mà mồng vẫn buông phủ. Hiên vừa nhảy được một bước định lao xuống đất thì chân vướng phải cái mền, lại té chúi xuống. Nàng lồm cồm bò dậy, cuống quýt chui ra, nhưng Tâm kịp thời nhoài người leo theo, nắm được hai ống quần pyjama của Hiên và kéo mạnh lại. Loại quần dây thun tuột ra dễ dàng xuống tận đầu gối, khiến nàng chỉ còn trơ lại cái quần lót trắng nhỏ. Hiên vùng vẫy kéo quần lên, nhưng đôi tay yếu đuối không chống lại nổi cơn điên dục vọng của Tâm khi có hơi men hỗ trợ. Hậu ngồi đè lên người Tâm, hai tay nắm tóc gã và luôn miệng chửi rủa bằng những lời thô tục mà ít khi chị dùng tới từ ngày mới lớn đến bây giờ. Tâm đã tuột hẳn được cái quần ngoài của Hiên và quăng sang bên cạnh, giả như không có hai bàn tay của Hậu dùng hết sức mạnh để kéo tóc thì có lẽ gã đã thanh toán được luôn cái quần lót của Hiên. Và tuy bị Hậu nắm tóc, Tâm vẫn giáng với tay tính chộp cái quần lót của Hiên để kéo xuống, nhưng Hiên đã xoay người chồm lên phía đầu giường, nhấc cái máy cassette Sony mà thường ngày nàng vẫn nghe nhạc, giơ lên đập mạnh xuống đầu gã, làm vỡ tung những mảnh nhựa bắn văng khắp giường. Bấy giờ Tâm mới buông xuôi tay nằm vật ra để Hiên nhảy xuống đất. Nàng chạy lại góc nhà mở vali lấy cái quần jean mặc vào, rồi đứng ở đó vừa khóc vừa thở. Hậu cũng từ trên giường lồm cồm vén mồng chui ra, đầu tóc rũ rượi, tiến lại phía Hiên và hổn hển nói: "Cái thằng khốn nạn, cứ uống rượu vào là giở trò mất dạy." Hiên không nói gì, nàng ngồi xuống nắp vali và sụt sùi khóc. Hậu lại thêm: "Tưởng là nó thay đổi tính hết, hóa ra thằng Tòng vừa đi là nó lại chứng nào thật đấy. Phải chi còn thằng Tòng ở đây cũng đỡ." Cả hai chị em cùng tưởng là Tâm đã ngất xỉu, cho nên Hậu mới thản nhiên nêu ra nhận xét của mình. Nhưng thật ra Tâm chỉ choáng váng một chút rồi lại tỉnh táo như thường. Cơn say làm gã khỏe hơn gấp bội lúc bình thường. Huống chi khi đập cái cassette lên đầu Tâm, Hiên đang ở trong tư thế vướng víu và vội vã, cho nên sức mạnh từ cánh tay nàng cũng chẳng có bao nhiêu, không đủ cường độ làm cho Tâm chết giấc. Nghe Hậu nói, Tâm bực mình ngồi bật lên và đáp: "Mẹ thằng Tòng mà nhăm nho gì, bộ tưởng tôi ngán nó à? Có nó đây tôi cũng chơi luôn chứ tôi sợ gì." Hậu và Hiên kinh hãi nhìn nhau. Tâm vạch màn chui ra, ngồi ở mép giường,
thòng hai chân xuống, hầm hầm nhìn Hậu và tiếp: "Tôi ngủ với vợ tôi, thằng nào cấm được tôi. Từ nay á, má lên gác nằm đi, tôi ngủ dưới này với vợ tôi. Không thì ngày mai tôi lên thưa phái đoàn Mỹ." Hậu tái mặt vì cái điệp khúc cũ đã lâu lắm không phải nghe, bây giờ tâm lại nhắc đến. Chỉ còn tối đa khoảng hơn một tháng nữa, nếu mọi chuyện êm xuôi, Hậu sẽ có mặt tại Mỹ. Chừng đó cuộc đời chắc chắn sẽ rẽ sang một đoạn khác. Những cay đắng ở trại tạm cư này rồi sẽ vùi chôn theo tháng ngày, sẽ chỉ còn là những hạt bụi li ti của dĩ vãng mà thôi. Nhưng gần hai tháng nữa tuy ngắn ngủi mà chẳng hiểu có thoát nổi bàn tay của Tâm hay không. Hậu toan lên tiếng năn nỉ như thói quen chị đã áp dụng từ ngày nhập trại, nhưng Hiên chịu không nổi, đứng bật dậy nghiến răng rít lên: Mày mà leo lên giường tao, tao đâm mày chết. Tâm hờ một tiếng tỏ vẻ thách thức: Dám không? Mới rồi tôi tụt nguyên cái quần ra còn không dám làm gì ở đó mà đâm. Hậu quắc mắt chen vào: Mày câm mồm đi, mày tưởng con Hiên nó dọa mày hay sao? Không có tao cản, nó đâm mày chết lâu rồi. Tâm vẫn chưa tan cơn say nên gã không biết sợ. Gã hếch mặt nói: Rồi coi ai đâm mai, tôi nói cho má biết ạ. Tôi mà không lấy được nó đó, má đừng có hòng đi Mỹ. Cho má mới nói về Việt Nam mà đi kinh tế mới. Hậu toan mở miệng nhưng Hiên đang cơn giận nói luôn một hơi dài: Về thì về, tao cần gì đi Mỹ, tao sống ở đâu tao cũng được thôi. Cu ly như mày á thì mới cần qua Mỹ, còn tao có về thì tao cũng làm bà chủ chứ đâu có phải cái thứ cả trớn như mày. Tao nói cho mày biết nha, tao không có nhịn mày đâu. Mày mà đụng vào tao, tao đâm mày chết. Tao ở tù vài tháng rồi tao lại về Việt Nam, tao có tiền mà, tao quen cảnh sát phi mà, đời nào tao ở tù lâu. Lần đầu tiên nghe Hiên tỏ thái độ một cách tích cực, Tâm hơi chột dạ vì nam đúng. Mấy tháng nay ở với chị em Hậu, Tâm cũng hiểu rằng Hiên không phải là người mang bản tính chịu đựng như chị. Vừa trẻ vừa có nhan sắc, lại được chiều chuộng từ khi mới lớn, Hiên trở thành hiếu thắng và liều lĩnh chứ không mềm mỏng giống như Hậu. Điều này Tòng đã nói cho Tâm nghe nhiều lần và Tâm tin là Tòng nhận xét đúng. Quả nhiên sau lời cảnh cáo của Hiên, Tâm không biết nói gì, từ từ nằm lăn ra giường ngẫm nghĩ. Còn Hậu, nghe em trút hết những điều uất hận sâu kín trong lòng, chị cũng mừng bởi Hiên đã nói thay cho Hậu những điều mà Hậu muốn nói nhưng chưa có dịp hoặc chưa đủ can đảm phun ra. Tuy vậy, chị lại lo, bởi chị vẫn chủ trương không nên khiêu khích Tâm. Chị thấy mình đã đi được quá nửa đoạn đường, chỉ cần làm sao nhịn nhục và câu giờ thêm hai tháng nữa là chia tay mỗi người một ngả. Chị hạ giọng bảo Tâm: Thôi, tao biết mày say, cho nên mày mới làm tầm bậy. Bây giờ đi rửa mặt đi, rồi lên gác ngủ một giấc cho nó tỉnh rượu. Tâm lè nhè đáp: Tôi không đi đâu hết, tôi thích nằm đây, má lên gác ngủ đi. Vừa nói, gã vừa cua tay cầm cái quần vải mỏng của Hiên mà gã kéo tuột ra lúc nãy, gấp lại kê dưới đầu làm gối. Hậu kéo tay Hiên nói nhỏ: Thôi kệ nó, cho nó nằm ở đó đi, chị em mình lên gác. Hiên lắc đầu: Chị muốn lên thì lên đi, em không có lên. Hậu hỏi: Không lên thì đi đâu, mày nằm đâu? Hiên đáp: Thì chị cứ lên trước đi. Rồi Hiên bỏ Hậu đứng đó đi ra cửa sau. Nàng không muốn lên cái gác xếp nhỏ hẹp đó, bởi nếu lát nữa Tâm lại cũng mò lên rồi rằng co vật lộn, có thể có người sẽ ngã lộn cổ xuống. Thấy em ra cửa sau, Hậu chạy theo và hỏi: Khổ quá, mà đi đâu giờ này? Hiên đáp: Em sang nhà chị Mai, tối nay em ngủ bên đó. Hậu thở dài nhìn em tội nghiệp. Hiên quay lại ghé tai chị nói nhỏ: Chị, tiền với nữ trang em nhét dưới chiếu, với lại một ít để em giấu dưới chân giường nhé. Hậu hiểu ý gật đầu, còn Hiên thì men theo hành lang sang gõ cửa nhà hàng xóm. Hiên qua bên hàng xóm rồi, Hậu đứng tần ngần ở cửa sau một lúc rồi quay vào. Chị rón rén đến bên giường và bảo Tâm: Thôi, mày lên gác ngủ đi, khuya rồi, mai còn đi học nữa. Tâm nằm bên trong mùng nói vọng ra: Tôi không đi đâu hết, tôi thích nằm đây. Hậu không biết nói sao, bước lại bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống. Chị nhớ lại cái hoạt cảnh giằng co lúc nãy, hai chị em cùng chung sức mà vẫn không chống lại nổi một mình Tâm. Gã đã tụt được quần ngoài của Hiên, giả như chỉ có một mình Hiên thì chắc chắn Hiên đã bị hãm hiếp rồi. Hậu dùng mình không dám nghĩ thêm, chị đứng dậy tiến lại gần giường và bảo:
Mày muốn ngủ đây thì mẹ mẹ đưa chăn gối cho tao, tao đi lên gác. Trong mộng, Tâm đang cầm cái quần của Hiên mân mê trong tay, lớp vải mỏng mịn màng như làn da con gái tươi mát. Gã nhắm mắt lại và đẩy trí tưởng tượng đi rất xa theo cơn cuồng vọng xác thịt đang bừng bừng như sóng cuộn trong lòng. Hình ảnh của Hiên mới lúc nãy, khi chỉ còn mặc cái quần lót, đôi chân thon nhỏ trắng mốt giãy giụa vùng vẫy trước mặt Tâm, giờ này vẫn còn in rõ trong trí gã như cái đích tuyệt vời mà Tâm sắp đạt được. Nghe tiếng Hậu, Tâm mở mắt ngó ra. Gã không biết Hiên đã sang tá túc bên nhà hàng xóm. Gã tưởng nàng đang nằm trên gác, cho nên gã bảo Hậu: "Má nói con Hiên xuống đây nằm với tôi, không là sáng mai tôi lên thưa phái đoàn Mỹ." Hậu ứa nước mắt đứng yên, nói đi nói lại bao nhiêu lời thuyết phục. Mấy tháng nay tưởng Tâm đã bỏ hẳn ý định ấy, hóa ra chỉ là ngọn núi lửa tạm ngừng phun. Hậu buồn rầu bảo gã: "Con Hiên nó giận mày, nó bỏ đi rồi, làm gì có trên đó." Tâm ngờ vực hỏi lại: "Thật không?" "Thì mày lên mà coi." Tâm quay nhìn Hậu rồi lại ngó lên gác. Gã chạy ra, từ từ leo lên trong tư thế lấm lét đề phòng bị phục kích. Hậu vẫn ngồi ở bàn ăn, nghe tiếng lục đục một lúc rồi tất cả chìm vào im lặng. Bấy giờ chị mới an tâm tiến lại giường, vén mồng lên, cầm tờ báo cẩn thận, quạt cho bay hết những mùi khó chịu còn vương lại. Rồi chị leo lên giường, bỏ mùng xuống, nằm duỗi chân thở phào nhẹ nhõm. Cả tiếng đồng hồ sau, khi sắp thiêu thiêu ngủ, thì chị bỗng nghe tiếng lạch cạch từ trên gác, rồi tiếng chân leo xuống cầu thang. Hậu hơi ngạc nhiên, bởi bình thường thằng Tâm hễ nằm xuống thì chỉ vài phút sau đã ngáy khò khò, nhất là khi say rượu. Tâm ngồi xuống mép giường và hỏi: "Ngủ chưa má?" Hậu bực mình gắt: "Khuya rồi mà mày còn lè nhè cái gì nữa? Vừa mới ngủ thì lại đánh thức rồi." Tâm đáp ngang: "Tôi không ngủ được." "Mày không ngủ được thì kệ mày, nhưng mày phải đi để cho tao ngủ chứ." Tâm không nao núng, nó lên giọng ấm ức hỏi: "Tôi hỏi má chứ giờ má nhất định không cho tôi lấy con Hiên phải không?" Hậu tức điên lên vì không ngờ nó vẫn không bỏ cuộc giữa nửa đêm. Chị ngồi bật dậy, tựa lưng vào vách và nạt: "Thằng kia, tao nói cho mày biết nha chưa, mày mà động đến con Hiên á, nó đâm mày chết á. Mày tưởng tao dọa mày hay sao? Mày bật đèn lên đi, tao cho mày coi. Đốt đèn lên. Đây này, mày có nhìn thấy cái gì không? Đây nè." Vừa nói, Hậu vừa rút con dao nhọn hoắt dưới chiếu, vén mùng dơ ra cho Tâm xem, rồi quăng mạnh xuống đất và nói: "Đây, con Hiên nó giấu con dao này dưới đầu giường lâu lắm rồi, nó chờ mày đấy. Nó mà không đâm mày á thì nó cũng xẻo bén cái cổ của mày đi. Tao cho mày biết để mày liệu hồn á." Tâm chố mắt đứng dậy, bước lại nhặt con dao lên và chợt rùng mình kinh hãi. Con dao nhỏ, đầu nhọn hoắt và lưỡi sắc bén đến rợn người, làm gã mất hết mọi hứng thú xác thịt. Gã nhớ lại thái độ của Hiên trong những ngày qua, bình thường thì cư xử thật hòa nhã, mà khi nóng giận thì lại hết sức cương quyết, dám nói dám làm. Gã ngẫm nghĩ một lúc rồi cầm con dao leo lên gác, đem giấu ở một chỗ kín đáo để đề phòng. Trong mộng, Hậu từ từ nằm xuống, thở phào và nhắm mắt lại. Hóa ra nó cũng biết sợ. Chỉ còn tối đa hơn một tháng nữa, chị sẽ rời trại qua Mỹ. Thôi thì cố gắng nhịn nhục, khéo léo khuyên nhủ nó, chờ ngày lên đường. Bên ngoài trời hừng hực nóng như muốn mưa mà không mưa được. Hậu ngồi dậy bước xuống đi tắm. Tiếng nước xối sau nhà làm Tâm giật mình, vì ngờ là Hiên đã từ bên nhà hàng xóm về. Gã tiến lại cửa sổ trông xuống và nhận ra Hậu cầm bộ quần áo vừa bước vào buồng tắm. Trong vùng ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn vàng, lần đầu tiên Tâm để ý thấy Hậu và Hiên có cái dáng giống nhau. Có khác chăng chỉ là Hậu đầy đặn hơn một chút. Gã đứng yên tại chỗ, tựa vai vào khung cửa sổ cho đến lúc tiếng nước ngưng hẳn và Hậu đẩy cửa bước ra, mặc bộ đồ ngủ màu trắng đục, đi nhanh lên nhà. Hậu vừa chui vào mùng nằm nhắm mắt thì Tâm từ trên gác leo xuống, thản nhiên ngồi xuống mép giường rồi tự động vén mùng chui vào với Hậu. Hậu choàng thức ngồi bật lên, lùi vào sát vách, tay kéo tấm chăn phủ lên ngực. Hậu thấy hơi thở nó vẫn còn vương nặng mùi rượu và thuốc lá. Chị chưa kịp lên tiếng đuổi thì Tâm ân cần bảo: "Tôi thấy má với con Hiên vất vả lắm mới qua được tới đây, tôi cũng không nỡ lên thưa phái đoàn. Họ đuổi má với con Hiên về tội nghiệp,
Giờ tôi có cách giải quyết cho cả hai bên. Hậu gắt: Tao đã nói hết lời rồi, còn giải quyết cái gì nữa? Mày vào đây làm cái gì? Tâm thản nhiên tiếp: Má dứt khoát không cho tôi lấy con Hiên thì tôi thấy là má thế nó cũng được. Từ nay con Hiên nó lên gác ngủ, còn tôi ngủ đây với má. Hậu lặng người á khẩu, tức nghẹn cổ không nói được. Chỉ có hai dòng lệ trào nhanh ra, nhạt nhòa đôi mắt. Bên tai chị, Tâm tiếp tục bằng giọng ân nghĩa: Má già rồi, nhưng mà kẹt quá thì tôi ngủ với má cũng được. Không thì dứt khoát sáng mai tôi lên thưa phái đoàn cho má với con Hiên về Việt Nam. Tâm vừa nói dứt câu thì bên ngoài trời cũng bắt đầu mưa nặng hạt, như muốn phụ họa với những dòng nước mắt của Hậu vừa nghẹn ngào tuôn ra đầm đìa trên khuôn mặt vốn đã u sầu từ nửa năm nay. Thank you.